giới huyền học khẳng định tháng 10 năm 2023 âm lịch tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1984, làm ăn phất như diều gặp gió, vươn lên đổi đời ngoạn mục. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người là một con đường dài và hầu như ai cũng sẽ đều phải trải qua những quãng đường đầy sỏi đá chông gai. Theo tử vi học có nói, số mệnh của con người không phải là bất biến mà luôn xoay chuyển không ngừng. Có thể là ngày hôm nay bạn còn đang là một kẻ khổ rách áo ôm, lo cơm ăn từng bữa, khốn khổ trăm bề. Nhưng khi đột nhiên vận may kéo tới, thì ngày mai bạn đã có lò lầu xe hơi, trong tài khoản có cả 100 tỷ đồng và ngược lại. Bước vào tháng 10 năm 2023 âm lịch tới đây, người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, công việc tổng thể không có gì đáng lo, kết quả vẫn đáng được ghi nhận. Nên về khía cạnh hiệu quả hay chất lượng công việc thì không phải bận lòng quá nhiều. Vậy con giáp này sẽ phải làm gì để có thể đột phá, thăng hoa hơn nữa trong sự nghiệp? Làm sao để luôn giữ được tài lộc và tình duyên? Gia đạo sức khỏe của con giáp này có biến động ra sao? Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Giới huyền học khẳng định, tháng 10 năm 2023 âm lịch, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, làm ăn phất như diều gặp gió, vươn lên đổi đời ngoạn mục. Đầu tiên là tổng quan tử vi, lâm cục diện tương xung thái tuế, vận khí tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, giảm mạnh, mưu sự chật vật, gặp nhiều trở lực hơn trước. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Dù vận may vẫn chưa mỉm cười, kết quả chưa thực sự tương xứng với công sức mà bạn bỏ ra. Tuy hơi thất vọng, song đó lại càng là động lực để phấn đấu nhiều hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên tăng tính kết nối với tập thể, chú ý tạo dựng mối quan hệ để mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn, lại không lo bị tụt hậu ở phía sau. Tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Kỷ Tỵ, không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao rình rập, tài vận giảm sút đáng kể. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rất lui nếu đang có dự án dang dở. Có nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của tuổi Kỷ Tỵ và nửa kia xuất hiện ngày càng nhiều rạn nứt, chỉ là cả hai để cố lờ đi. Nhưng những trận cãi cọ, khắc khẩu tăng dần lên là điều chẳng thể chối cãi rằng hai bạn cần bình tâm lại và nói chuyện cho rõ ràng với nhau. Vận trình sức khỏe không lý tưởng, áp lực tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể mệt mỏi, không có sức lực. Chú ý khi đi xa lạ nước lạ cái, ăn uống không quen, dễ bị ốm và sụt cân. Ngoài ra cần dưỡng da thường xuyên, hạn chế tình trạng da khô rát và nứt nẻ. Cụ thể về phương diện tài lộc, theo dõi tử vi hàng tháng, sang tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, không có tài tinh chiếu mệnh. Đã vậy, đại hao chủ về hao tán tiền của, hoành hành, khiến tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Trong khi các nguồn thu không tăng, thì các khoản chi lại quá nhiều, khiến việc chi tiêu mất cân đối. Có bản mệnh còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là với những hạng mục mang tính mạo hiểm, cần lượng sức mà bảo toàn hoặc rút lui nếu đang có dự án dang dở. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng, có bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp tam bích chủ về thị phi. Điều này có nghĩa là chuyện làm ăn buôn bán có kẻ ngáng đường, gây chuyện thị phi nhằm tranh chấp chiếm đoạt tài sản. Nhằm hóa giải xui xẻo này, người tuổi Kỷ Tỵ có thể đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy tại hướng đông bắc của ngôi nhà và phòng làm việc. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa sát, lại mang tới những cát lành về tài lộc, giúp chuyện làm ăn thêm phần suôn sẻ. Về sự nghiệp, xem bói tử vi phương đông, sáng tháng Tân Hợi, người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, chịu ảnh hưởng lớn từ cục diện tương xung thái tuế. Theo đó, công việc liên tục xảy ra những trục trặc không tên, áp lực tinh thần cũng ngày một lớn. Trong tháng này, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, phải làm việc tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó, thì may ra kết quả mới khả quan. Còn nếu lười nhác, chủ quan, thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh ngày càng thiếu sự hài hòa. Tuổi Kỷ Tỵ nên tiết chế cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác,
kẻo rước họa vào thân, làm phúc phải tội. Thời điểm này, cần hành sự thận trọng, tiến hành từng bước, chậm nhưng chắc, như vậy mới hạn chế sai lầm phát sinh. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng cũng gặp nhiều khó khăn, có thể do đối thủ cạnh tranh quá lớn, gây sức ép lên bạn, cũng có thể vì làm ăn bất cần, chủ quan mà để mất một vài đơn hàng có giá trị. Về mặt sức khỏe, xem tử vi trọn đời, tháng này sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, ngày một giảm sút, áp lực tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật liên quan tới tim mạch và hệ tiêu hóa. Cần tìm cách xả stress càng sớm càng tốt. Với những ai có lịch trình đi xa trong tháng, chú ý vấn đề lạ nước lạ cái, ăn uống không quen, dễ bị ốm, sụt cân hoặc mắc bệnh truyền nhiễm. Tiết trời mùa đông khô hanh, tuổi Kỷ Tỵ chú ý dưỡng da thường xuyên, tránh tình trạng da bị khô rát và nứt nẻ, thậm chí là chảy máu vô cùng đau đớn và khó chịu. Về mặt tình duyên, theo tử vi năm 2023, chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, ngày càng rối ren và xảy ra nhiều biến động trong tháng 10 âm lịch. Đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Sự căng thẳng, sức ép tài chính, áp lực công việc khiến chuyện con cái của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, vẫn chưa đâu vào đâu. Mặc dù trong tháng có nguyệt lệnh ủng hộ, nhưng nếu không giải tỏa được vấn đề tâm lý, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo đúng ý muốn của bạn. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Tỵ. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tháng, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ trên cơ bản là tiến triển thuận lợi, dù có tránh phải một vài rắc rối nhỏ nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tỉnh cho bạn, chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đến với con giáp này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng những thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Thiên ấn và chính quan chiếu mệnh, người tuổi Kỷ Tỵ cần nắm chắc cơ hội trước mắt để khẳng định vị thế của mình. Bạn là con giáp có năng lực, hãy tin tưởng hơn vào bản thân và đừng chần chừ, do dự nếu có ai đó giao trọng trách cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công nếu biết chú tâm cho sự nghiệp. Tình hình tài chính của bạn cũng không có nhiều biến động trong thời điểm này. Bạn cần phải có cách chi tiêu khoa học, không nên mua bán quá nhiều thứ không cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời. Hãy để dành tiền cho những điều cần thiết hơn. Bên cạnh đó, bạch hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Tam hợp phù trợ, người tuổi Kỷ Tỵ có những suy nghĩ lạc quan, tốt đẹp, thậm chí có phần mơ mộng trong tuần mới. Điều đó là dấu hiệu rất tốt, bởi những suy nghĩ ấy sẽ giúp bạn hướng tới niềm vui trong cuộc sống, không bi quan hoặc đầu hàng. Bạn có thể bắt đầu lập ra một vài kế hoạch cho mình và cách thức cũng như thời gian thực hiện cụ thể. Trong tháng này, hãy tích cực chứng tỏ cho mọi người biết bạn là ai và bạn có khả năng làm những gì. Thiên ấn ghé thăm, với đầu óc tỉnh táo và thông minh, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết công việc khác nhau. Nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh và được mọi người tin tưởng. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch. Thời điểm tuần cuối tháng, người tuổi Kỷ Tỵ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dễ dàng gây ấn tượng đối với những người làm lãnh đạo. Thậm chí, bạn có cơ hội được cất nhắc và có bước tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, trên phương diện kinh tế, bạn có thể sẽ phải tốn tiền để khắc phục những sai lầm do sự bất cần trước đó gây nên. Đó chính là một trong những bài học đắt giá bạn cần phải rút ra để tránh mắc phải trong tương lai.
bạn không nên trách móc bản thân quá nhiều. Quan trọng là cần nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Sao thiên đức phù trợ, nên đến tận cuối tuần, bạn mới gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những sai lầm vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn, nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Cẩm nang vượng vận trong tháng 10 âm lịch tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Khẩu quyết: đề phòng bị lừa gạt tiền bạc, mất tiền vì những hạng mục đầu tư thiếu minh bạch. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Con số may mắn là số 18, số 45, số 86 và số 92. Trong tháng 10 âm lịch, để việc làm ăn và kinh doanh thêm phần thuận lợi, tuổi Kỷ Tỵ nên kết hợp với tuổi nào? Người tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Thìn. Thìn và Tỵ có thể trở thành một cặp ăn ý nếu người này biết được thói quen và động lực của người kia. Hai hành tinh này đều sexy và cuốn hút, nhưng theo cách khác nhau. Tuổi Thìn thường nổi bật trước đám đông và nhiều năng lượng hơn tuổi Tỵ Tỵ. Cách tiếp cận của hai con giáp này với cuộc sống khá khác nhau, nhưng không hoàn toàn là trái ngược hẳn nhau. Người cầm tinh con rắn thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan nên đánh giá sự vật hiện tượng. Còn người cầm tinh con rồng thường dựa vào nhiều và may mắn và biết cách tận dụng lợi thế và cơ hội. Nếu là đối tác kinh doanh, Thìn và Tỵ rất hợp nhau. Tuổi Kỷ Tỵ sẽ là người tổ chức, lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Kỷ Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Người tuổi Kỷ Tỵ và người tuổi Tý. Chuột nhanh chán rắn vì chậm chạp và thiếu hoài bão. Bởi trên thực tế, chuột nhanh nhẹn và sắc sảo hơn. Ngược lại, tuổi rắn sẽ không hài lòng lắm với tuổi chuột quá khôn ngoan. Và theo suy nghĩ của rắn, chuột thường tự cho mình là suy nghĩ sâu sắc hơn người. Khi là đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả. Họ chỉ có vấn đề khi rắn muốn đảo ngược vị trí. Đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Rắn rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả. Nhưng chuột không phải là mẫu người như này. Tuổi Kỷ Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Tý. Còn tuổi Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Kỷ Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Người tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Sửu. Tuổi Trâu và tuổi Rắn có những điểm chung hơn là sự khác biệt. Cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và kẻ hào nhoáng bên ngoài. Hai hành tinh này đều đặt gia đình ở vị trí hết sức quan trọng. Họ coi ngôi nhà của mình là nơi bình yên và thoải mái nhất sau những giờ phút mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống. Người ngoài cuộc có thể coi đây là cặp đôi nhút nhát và có phần nhạt nhòa trong cuộc sống sôi động. Nhưng thực chất, bên trong con người của họ vẫn cháy lên sự nhiệt huyết, đam mê công việc trong đời sống thường ngày. Nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Tỵ khá hợp cả. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Kỷ Tỵ ở chỗ. Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Rắn khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, rắn còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của Trâu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Màu sắc phong thủy cho tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Màu cam. Màu cam cũng là màu của hành hỏa. Màu của hành hỏa mang ý nghĩa tương hợp. Màu cam là sự pha trộn giữa đỏ và vàng, rất mạnh mẽ và hạnh phúc. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ, màu cam của mệnh thổ mang đến sự vui tươi, phấn khởi, là biểu tượng của sự nỗ lực, sáng tạo và thu hút. Tuổi Kỷ Tỵ khi sử dụng các vật phẩm màu cam có thể tăng khả năng tư duy, sáng tạo, góp phần tạo nên thành công, hiệu quả công việc cao. Màu cam mang tới sức khỏe dồi dào cho người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1965. Màu đỏ. Màu đỏ sẽ là đáp án đầu tiên cho câu hỏi của tuổi Kỷ Tỵ hợp màu gì. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ, màu đỏ của đất thường mang ý nghĩa tượng trưng. Nó tượng trưng cho tình yêu, sự nhiệt tình, sự quyết đoán mạnh mẽ, phù hợp với những người lãnh đạo. Màu đỏ tươi tượng trưng cho sự đam mê, vui vẻ và nhạy bén. Màu đỏ là màu mang lại may mắn, tình duyên như ý cho người tuổi Kỷ Tỵ. Quý vị thân mến, có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì.
Có thể nói, một cơ thể khỏe mạnh là cái vốn lớn nhất của một đời người. Sự nghiệp do con người tạo ra, nhưng nếu không có sức khỏe thì chẳng thể làm được gì, kể cả có núi vàng núi bạc đi chăng nữa. Muốn thân thể được khỏe mạnh thì phải biết cách giữ gìn sức khỏe. Đối xử với sức khỏe của mình chính là đối xử tốt với bản thân mình, đối xử tốt với xã hội. Để có một sức khỏe tốt thì cần 3 phần phải rèn luyện, 7 phần là do tâm thái. Mỗi người không chỉ phải học cách gìn giữ, cải thiện tâm của mình mà phải hiểu được lười biếng chính là kẻ thù của sức khỏe. Lười biếng làm giảm bớt tuổi thọ. Tâm động không bằng hành động, lựa chọn những bộ phận thể dục thể thao hợp với mình, kiên trì, bền bỉ luyện tập, làm theo tinh thần được phấn đấu, tinh khí lưu thông. Vừa rồi, Đạo Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989 trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho 30 tập chương trình. Rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.